Dịu dàng nồng nàn mùi hương thơm, yêu tóc em mất rồi, rồi nhận ra em chẳng yêu anh hay là ai kia. Biết anh yêu em thật nhiều, biết cũng mong sao bao điều. Biết anh yêu em mong thấy nụ cười dịu dàng thật hiền trên môi em. Anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều, cho anh em yêu anh rất nhiều, cho con tim anh lung linh ngây thơ, ngọt ngào một tình yêu. Bên anh theo anh đi qua bao ngày, ấm áp bao nhiêu yêu trong tay này. Phút bên em tình yêu bé xinh, giờ anh hát lên gần bên em, rằng anh sẽ mãi yêu em dù trong giấc mơ. Nghe rồi từng ngày chút thật khẽ bên em ngọt ngào trước hôn. Buồn phiền chẳng còn nữa là giấc, anh say anh mơ, anh mong quên hết cuộc đời ngoài kia mới lối đi. Lời anh đã hứa trong anh thời gian vẫn chưa, nhắc nhở là mơ đi ngày ấy bao câu thì thầm dưới mưa. Để dài theo từng ngóng chờ, từng ngày anh với em, lời yêu nào. Wow, chắc chắc, wow, 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 chắc chắc, wow, wow. Rằng anh sẽ mãi yêu em từ trong giấc mơ. Kể rồi từng ngày chút thật khẽ bên em ngọt ngào trước hôn. Buồn phiền chẳng còn nữa là giấc, anh say anh mơ, anh mong quên hết cuộc đời ngoài kia mà lối đi. Nhất nhòa là mơ đi ngày ấy bao câu thì thầm dưới mưa. Để dài theo từng ngóng chờ, từng ngày anh với em, lời yêu nào. Wow, chắp chắp, wow, 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 chắp chắp, wow, wow.
sẽ nhận xét gì về phần trình diễn của Hà Minh Tiến? Nhưng ít nhất thì Mỹ Lan thấy cả hội đồng nghệ thuật và đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam thì không những vỗ tay mà còn lắc lư theo nhịp nhạc. Và khi phần trình diễn của bạn vừa kết thúc thì ca sĩ Mỹ Linh cũng đã phải đứng lên và dành cho bạn những tràng vỗ tay rất là lớn. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam ạ. Dạ vâng, xin mời chị. Trước tiên chị xin chúc mừng Tiến. Hôm nay em thực sự chính là em. Cảm ơn chị ạ. Chị nghĩ rằng là trong tất cả những cái buổi mà chị xem em diễn thì hôm nay là cái hôm mà em hát hay nhất. Và em rất là tự tin. Và chị nghĩ rằng là cái việc chọn bài hát của em cũng rất là thông minh. Hai cái bài hát đều rất là thuyết phục. Và chị nghĩ rằng là cái bài thứ hai rất là hay, đầy sáng tạo. Và chị mong rằng Tiến sẽ giữ được phong độ ở những cái vòng tiếp theo của mình. Xin chúc mừng. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi nhớ nhạc sĩ Trương Thụ đã từng nói với tôi một cái câu mà rất là hay. Ông nói rằng là mỗi nghệ sĩ thì cần, đã là nghệ sĩ thì cần có cho mình một cái tên. Và tôi nghĩ là với phần trình diễn của em ngày hôm nay thì thực sự là em đã có một cái tên dành cho riêng em. Tôi nghĩ rằng chị Lam khen em như thế là quá đủ rồi. Tôi chỉ nói một câu ngắn gọn thôi, là em đừng từ bỏ cái phong cách của mình, cái phong cách mà em đã có ngày hôm nay. Đừng để lạc nó đâu đó trong suốt cuộc thi nữa. Và tôi nghĩ rằng là em cần có nó để định hình cho mình một phong cách cũng như một cái tên, không phải cuộc thi này mà sau này trên thị trường âm nhạc Việt. Xin chúc mừng em. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ là không biết nên khen em hay khen cho ban nhạc, giám đốc âm nhạc hay là chuyên gia thanh nhạc, bởi vì tất cả cái sự lựa chọn của em, rồi cả cái sự tiến bộ của em, cả cái sự bứt phá của em trong cái vòng này, nó có rất nhiều cái dấu ấn của những cái người đằng sau đấy. Mà tôi nghĩ rằng nếu không có cái sự tư vấn đúng thì rõ ràng là Tiến có khi đã rớt từ rất là lâu rồi. Đó. Mà hôm nay tôi cảm giác như là Tiến bắt đầu bứt phá hơn tất cả các bạn khác. Và cái phần trình diễn của Tiến hôm nay sẽ được nhớ tới trong cái Sao Mai Điểm Hẹn 2014. Xin cảm ơn hội đồng nghệ thuật. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là nếu như đêm trước trong phần trình diễn song ca, Hà Minh Tiến là một chàng trai rất là ga lăng khi nhường đất diễn cho bạn cùng song ca với mình, thì ngày hôm nay bạn ấy đã thoải mái có cơ hội để thể hiện tài năng. Và càng đi sâu vào các đêm diễn tiếp theo thì Hà Minh Tiến càng tỏa sáng. Và đó thực sự là một điều mà khiến cho tất cả chúng ta đều phải yêu mến. Và vừa nãy thì nhạc sĩ Huy Tần có nói rằng là không biết là thành công của Hà Minh Tiến ngày hôm nay được tạo nên từ đâu, từ Hà Minh Tiến, từ ban nhạc, từ giám đốc âm nhạc hay từ chuyên gia thanh nhạc. Nhưng tôi tin chắc rằng thành công đó còn đến từ chính quý vị khán giả đã dành rất nhiều những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho Hà Minh Tiến. Và thưa quý vị, hãy biến những tình cảm này thành hành động ngay bây giờ. Và nhớ rằng mã số bình chọn của Hà Minh Tiến đó là 11. Tin nhắn SM dấu cách 11 và gửi tới tổng đài 6562. Một tràng vỗ tay nữa cho Hà Minh Tiến. Xin cảm ơn và xin chúc mừng bạn.